giải quyết được những câu này, chúng ta cần hiểu được doanh nghiệp dẫn đầu. Có một số bạn nghiệp dẫn mình lưu lại cho nghe nè. Doanh nghiệp dẫn đầu là doanh nghiệp như thế nào ạ? Là doanh nghiệp kiếm cái gì, cái thị phần và doanh số lớn trong cái ngành đó, đó được gọi là doanh nghiệp dẫn đầu. Cũng đeo đuổi chiến lược, ok chưa? Khi chúng ta làm kinh doanh thì chúng ta phải có chiến lược cho mình. Chiến lược lớn nhất là chiến lược cuộc đời mình. Người nào đó họ có chiến lược cuộc đời của họ, hầu cho dù họ xuất phát điểm như thế nào nó không quan trọng, mà họ có chiến lược cuộc đời tốt, tự nhiên là sau này cái cuộc sống của họ nó mạnh tốt. Ngay bây giờ các bạn làm chiến lược này thì cuộc sống bạn nó mạnh tốt, bởi vì chúng ta làm chiến lược nên chúng ta có cái hướng đi. Và khi cái người nào làm chiến lược cuộc đời họ chọn kinh doanh, không phải chứ, họ chọn chiến lược kinh doanh thì tự nhiên là bắt đầu họ mới ra, họ mở công ty, họ chọn lĩnh vực nào đó, và từ cái lĩnh vực đó bắt đầu họ triển khai xuống những cái phòng ban, những cái bộ phận để nó triển khai một cái chiến lược chạy xuyên suốt, không phải là để đáp ứng được cái chiến lược lớn hơn, đáp ứng một cái mục tiêu cao hơn. Ok, khi chúng ta làm chiến lược thì chúng ta phải hiểu về kết quả, chúng ta muốn là cái gì phải hiểu được kết quả trước. Phải muốn được cái các bạn chúng ta muốn trước. Cái người họ không biết cách là họ cứ ra rồi họ hạ động, họ cứ làm, họ làm một cách ngẫu nhiên, cũng không biết nó đúng hay nó sai, họ biết họ đi đó là họ đi về đâu. Còn cái những người không ăn thì họ đặt ra cái gì? Cái bạn trước, cái mục tiêu trước. Họ luôn định hình cái mục tiêu họ muốn trong đầu nó trước. Các bạn chúng ta rồi này, rồi bắt đầu họ biết họ xuất phát điểm từ đâu và họ đi những cái bài, cũng như là họ không biết bài đi thì họ hỏi những người nào đó, rồi người đó họ vẫn cứ chỉ cho họ đi đúng cái con đường này. Nhưng ví dụ bây giờ các bạn muốn ra Nha Trang thì bạn hỏi là tôi muốn ra Nha Trang thì tôi đi như thế nào, các bạn vô ra điều này chứ, thì cái người đó họ vẫn chỉ được. Còn các bạn không có cái kết quả trước, không muốn mình đến đâu trước thì bạn không thể hỏi được các bạn vô đây được đâu, hình dung không ạ? Người khác không có chỉ bạn được đâu. Đó là lý do mà chúng ta cần phải có cho mình một cái chiến lược. Bây giờ rồi, cái từ chiến lược marketing du kích, ok, đã nói cái từ du kích, cái hình ảnh của người lính du kích rồi, các bạn biết cái hình ảnh người lính du kích là hình ảnh như thế nào? Nghèo, đúng rồi, nghèo, không có tiền, đúng không? Không có tiền mới chơi cái chiến lược du kích, ok chưa? Cái từ du kích nó nói lên tất cả rồi. Không có tiền mới chơi cái chiến lược này. Ok, bây giờ mấy đứa khủng bố nó áp dụng cái chiến lược này, ok bạn. Không có tiền mà chơi du kích, các bạn như tầm Mỹ là nó không có chơi chiến tranh du kích mà nó chơi chiến tranh gì ạ? Tổng lực. Hay là trong từ marketing nó gọi là marketing mix. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Marketing mix. Rồi chưa? Cái từ mix là cái từ tổng hợp, cái từ tổng hợp á. Marketing mix. Rồi chưa? Các bạn hiểu ra điều này chưa? Marketing mix là cái từ tổng hợp, tạo hợp. Và cái người không có tiền hoặc là doanh nghiệp nhỏ thì chúng ta phải áp dụng marketing gì ạ? Marketing vô, du kích, ok chưa? Bởi vì chúng ta không có tiền. Và ngày hôm nay bạn sẽ nhận ra rằng nếu chúng ta đi trả bài một cái thì chúng ta bắt sạch tiền mà chúng ta không được cái gì ạ? Thằng Mỹ do nó có tiền nhiều nên nó áp dụng chiến tranh gì? Tổng lực, du kích gì cho nó mệt, kéo mấy cái tàu sân bay đứng trước biển kia, ok chưa? Nằm bấm một cái, còn người ta cho nó. Các bạn như đây này, tại nó không đánh người ta thôi chứ, tại nó đánh nó sợ chết nhiều người thôi. Các bạn nó sợ chết do làm thôi, các bạn hiểu không ạ? Chứ còn nó bấm một cái được chứ đó. Các bạn như đây nào, ok bạn ơi, nó bấm một cái là tiêu hết. Ví dụ nó đánh nó đi hết rồi này kia là chẳng qua là nó không đánh thằng nó sợ chết do làm. Các bạn có hiểu cái câu nào ạ? Chứ nó câu là chết sạch hết á. Tại vì nó chơi chiến tranh gì? Tổng lực mà càng có tiền nhiều á. Trời ơi, phải nhà giàu đi vô, phải nhà giàu mới tổng lực được, hiểu chưa? Phải nhà giàu, phải có rất là nhiều tiền. Các bạn thấy nó tỷ đô cho đó, các bạn thấy nó như bạc cát vậy đó. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Chiến lược quân sự của nó diệt ngân sách là 700 tỷ đô. Trong xin 600 mấy tỷ đô, quốc hội thấy 600 mấy tỷ đô khao được tăng lên cho thêm mấy chục tỷ đô nữa. Các bạn theo dõi chiến lược marketing của Mỹ á, nó xem tỷ đô nhiều vậy, nhiều bạc cắt vậy đó. Đọc á các bạn thấy đọc nó mắc cười lắm. Ok chưa? Còn cái ông nhà nghèo thời sao? Mua chiếc máy bay cứ 1 triệu đô mà tính nát ốc luôn. Có bạn, có tính tới tính luôn. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Nó là chúng ta không thể chơi chiến lược marketing gì? Marketing mất được.
Giang ta ra. Hãy mang tên vô kết thôi. Ngồi trong lớp này là chắc chắn là phải dùng ma cái tên gì ạ? À? Vô kết thôi, ok không? Không có manh động. Ok chưa? Không được manh động. Nghe mọi đang ngồi trong lớp này mà đòi chiến lược marketing trên truyền hình sắp tới bao nhiêu vậy? Thôi, dẹp đi những cái ngôn từ đó đi. Cái các bạn trong đây là chưa truyền hình đó tới. Nó kêu mình ma tên không? Kêu ma tên có miễn phí không? Miễn phí thì chơi. Ok các bạn ơi. Còn có phí là gì? Thôi, hẹn khi khác. Các bạn không có tiền đâu. Không có tiền để làm cái việc đó. Nên là hai ngày mai các bạn phải phân biệt rất là rõ ràng cái gì cần làm và cái gì không làm. Chỉ cần trai bài một cái là được đi đó luôn. À, nên là chúng ta cần phải có cái chiến lược gì để đi cho nó bọt. Nên là ở đây là marketing vô. Vô kích. Ok chưa? Marketing vô kích là marketing dành cho doanh nghiệp nhỏ. Nhỏ. Và hai ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ bạn doanh nghiệp nhỏ chúng ta đi theo đúng những cái bà gì. Chỉ cần đi đặt một cái là kết thúc sự nghiệp kinh doanh luôn. À, bởi vì marketing nó đi liền với gì ạ? Chi phí. Ok, gọi là cái chi phí gì đó là chi phí gì? Chi phí để mua khách. Khách hàng. Chi phí để trải ra. Chúng ta mua khách hàng về. Chúng ta không có cái chi phí mua khách hàng thì chúng ta không thể có khách hàng được. Ok, các bạn ơi. Hãy chúng ra cái điều này các bạn ơi. Có cái chi phí để mua khách hàng về. À, marketing đó chính là cái chi phí đó. Chi phí để cho ta mua các ông khách hàng về. Nhớ rõ ràng cái chỗ đó. Tuy nhiên, chúng ta hiểu cái từ chi phí là dành cho những người không biết về marketing. Chúng ta phải biến cái từ chi phí thành cái từ gì? Đầu tư đó. Nếu mà ông nào hiểu cái marketing đó thì hóa ra cái này nó không phải chi phí mà nó là đầu tư. Ok chưa? Đầu tư. Đầu tư là như thế nào các bạn? Các bạn hiểu như thế nào là đầu tư? Có phải là chúng ta có một khoản tiền chúng ta bỏ vào chúng ta mua một cái lô đất. Cứ phải như vậy mà. À, rồi sau 5 tháng gì đó chúng ta mua nó có 500 triệu thôi. Rồi sau 5 tháng gì đó chúng ta bán nó được 2 tỷ. Thì chúng ta như vậy chúng ta nói là cái khoản đầu tư của chúng ta nó lại có không? Có. Có chỗ nào các bạn? Đúng rồi. Ngộ ra cái từ đầu tư chứ. Tức là chúng ta bỏ một khoản tiền nhỏ, chúng ta làm một thời gian rồi nó bự lên vậy. Thì mình nói là đầu tư có. Lại chúng ta bỏ vào 500 triệu, ok. Thời gian đấy là 200 triệu. Thì lúc đó chúng ta về chúng ta lên như thế nào? Lỗ nặng. Cái khoản đầu tư này lỗ nặng. Có không? Ta ra. Nghệ thuật đầu tư. Vậy thì marketing ở đây chính là nghệ thuật chúng ta đầu tư vào khách hàng. Các bạn có hiểu ý của mình không ạ? Cái nghệ thuật chúng ta đầu tư vào cái mảnh đất đó và làm sao để cho nó có lại. Tất cả những người kinh doanh phải hiểu là cái điều này. Chúng ta đầu tư vào đó làm sao nó có lại. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Nhưng mà cái marketing nó còn lợi hại hơn đầu tư đất đai nữa. Vì rất là nhiều người họ từ con số 0, họ rất là ít tiền, nhưng mà sau vài năm họ lãi nhiều không? Nhiều không các bạn? Họ giàu có từ cái việc kinh doanh đó. Bởi vì họ biết cách gì đâu. Đầu tư và cái chi phí marketing nó hợp lý. Các bạn có hiểu ý của nó? Nó hợp vô cùng vậy. Vô cùng gì các bạn ơi? Vô cùng giàu có, vô cùng lãi. Từ cái ngày mà bạn trồng cái cây xuống, rồi bạn chăm bón nó lên, cho tới cái ngày nó ra trái, trái rất là đẹp. Ok chưa? Toàn bộ chi phí đó, người ta gọi là chi phí mà. Kỳ tình, hiểu không? Hiểu chỗ này chưa? Hình dung chưa các bạn ơi? Sale là cái khúc nào là bắt đầu hai cái đó ra rồi, ngoài đầu hẻm bán. Ok chưa các bạn ơi? Bán được giá cao. Các bạn vô ra điều này chưa? Thì là sale tuyệt vời, bán được giá thấp thì sao? Các bạn ơi, hãy nhận ra. Và doanh nghiệp nhỏ thì có tiền nhiều không? Không có tiền nhiều. À, nên chúng ta không thể lên trên truyền hình bán trái cây được. Ok à? Ok chưa các bạn ơi? Okay. À, không thể lên trên báo chí bán trái cây được mà chỉ đủ tiền mang ra đầu hẻm bán thôi. Ok chưa? Đó là lý do mà doanh nghiệp nhỏ chúng ta cần phải đi theo đúng chiến lược. Còn không đúng chiến lược chúng ta sẽ đi tiêu ngay. Vậy thì bây giờ các bạn phân biệt ra marketing du kích và marketing mít chưa? Phân biệt chưa các bạn ơi? Doanh nghiệp nhỏ chúng ta phải áp dụng marketing gì? Du kích. Marketing doanh nghiệp lớn mít. Ok,
Mỹ nó sẽ chơi marketing mix, nó không có thèm chơi marketing vô cái đầu. Ok không? Nó cần là nó như thế nào? Bum 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 bum, xong. Chi cho nó mệt, có tiền mà. Ok chưa? Và tất cả các cái doanh nghiệp lớn nó vào thị trường Việt Nam, nó có tiền, nó cũng như thế nào? Nó bạn phải. Ok chưa? Tuy nhiên, cái đây là vừa rồi mình nói nguyên cái câu này. Tuy nhiên nếu mà bây giờ mình nói nó như vậy thì cái câu này nó lại khác này. Doanh nghiệp dẫn đầu cũng có thể đeo đuổi chiến thuật marketing du kích, đúng hay sai? Cái từ chiến lược mình đổi thành chiến thuật thì cái câu này nó như thế nè. Đúng, nó lại là đúng. Họ dung ra chỗ này chưa? Mình đang giải thích cái ngôn ngữ, từ cái ngôn ngữ một để cho các bạn hiểu. Vậy thì cái chiến lược với chiến thuật nó khác nhau cái gì? Chúng ta có một phút thảo luận với người bên cạnh. Ok, mời các bạn.